Tại sao Việt Nam chế tạo được bazooka? Tại sao Việt Nam nghiên cứu nhanh, sản xuất nhanh và nhiều như thế? Đó là những câu hỏi phỏng vấn mà các nhà làm phim người Pháp đã hỏi giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa vào cuối năm 1981. Và đây là một phần câu trả lời của giáo sư Trần Đại Nghĩa, người đã trực tiếp chỉ đạo việc sản xuất súng và đạn bazooka của Việt Nam. Chúng tôi dùng các thanh dây đường sắt có tới hàng nghìn km. Cái khó là chuyển từ thanh dây thành bazooka, rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn làm được. Đúng là để chế tạo bazooka, ngành quân giới Việt Nam đã huy động rất nhiều nguồn nguyên liệu trong cả nước, trong đó có những đường dây xe lửa ở vùng địch tạm chiếm. Tuy nhiên, trích đoạn trên đây chưa phải câu trả lời đầy đủ. Và để có câu trả lời đầy đủ cho những câu hỏi trên, chúng ta cần trở về tận cội nguồn của hành trình chế tạo bazooka Việt Nam. Nhận thức rõ âm mưu của thực dân Pháp dùng tăng thiết giáp làm lực lượng đột kích thực hiện chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, lãnh đạo đảng ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo sáng suốt về việc sản xuất và phát triển vũ khí. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo đảng ta và đồng chí Tổng chí Võ Nguyên Giáp sớm nhận thấy là sớm muộn gì mình cũng phải chặn được cái âm mưu thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh thực dân Pháp để kết thúc chiến tranh. Thì phải có cái vũ khí có uy lực để chống lại sự tăng. Và đây chính là vũ khí có uy lực nhất có thể chống lại xe tăng Pháp trên chiến trường Đông Dương ở thời điểm đó, súng bazooka. Chiến tranh Thế giới thứ hai 1939-1945, cuộc chiến đánh dấu sự ra đời của chiến tranh chớp nhoáng. Trong cuộc chiến này, Đức Quốc xã đã tập trung lực lượng cơ giới thành những mũi nhọn tấn công xâm chiếm các nước khác. Ở mặt trận phía Tây, dường như không có gì có thể ngăn cản bước tiến của các binh đoàn tăng thiết giáp Đức, trừ các bờ biển và súng bazooka. Vậy sức mạnh của bazooka từ đâu mà có? Như chúng ta đã biết, đạn lõm, loại đạn ứng dụng hiệu ứng nổ lõm của thuốc nổ, có thể chọc thủng lớp vỏ giáp của xe tăng. Tuy nhiên, đưa đầu đạn chạm vào mục tiêu, phát huy sức mạnh phá hủy là một vấn đề không dễ dàng. Đã có lúc, để làm việc này, người lính buộc phải liều mình áp sát xe tăng đối phương. Mìn chống tăng nam châm Haftoladang của Đức là một ví dụ. Người Anh có một giải pháp tốt hơn, đó là dùng lực đàn hồi của lò xo phóng các quả đạn chống tăng. Vũ khí của họ có tên gọi là Piat, nghĩa là súng chống tăng bộ binh. Tuy nhiên, vận hành khẩu súng này rất mất thời gian và công sức, tầm bắn lại không xa. Nhiệm vụ phóng đạn chống tăng chỉ trở nên dễ dàng khi các nhà kỹ thuật quân sự tin lời giải ở công nghệ tên lửa. Theo đó, quả đạn sẽ được đẩy đi nhờ lực phóng thoát ra từ đuôi đạn. Lực này sinh ra nhờ các phản ứng cháy của thuốc phóng. Từ đây xuất hiện một loại vũ khí mới, đó là súng chống tăng phản lực. Từ năm 1940, quân đội Mỹ nhận được ý tưởng súng chống tăng phản lực. Tới năm 1941, loại vũ khí mới này được đặt tên là Secret, nghĩa là bí mật. Thế nhưng, khi được trang bị khẩu súng này, lính thủy đánh bộ Mỹ đã đặt tên cho nó là bazooka. Tại sao lại như vậy? Đây là một đoạn phim tư liệu giới thiệu nguồn gốc của tên gọi súng bazooka. Một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ kiêm nhạc công nhạc gia có tên là Bob Burn đã phát minh ra một loại kèn làm từ hai đoạn ống gắn với phễu rót rượu. Dựa vào âm thanh mà kèn phát ra, Bob Burn đặt tên cho nó là bazooka. Vì thấy hình dáng súng Secret rất giống với kèn của Bob Burn,
lính thủy đánh bộ Mỹ đã gọi tên loại súng này là bazooka. Ngày nay, khi nói tới bazooka, có thể không nhiều người biết đó là tên một loại nhạc cụ, nhưng có không ít người biết đó là tên của một loại vũ khí từng góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường. Với tầm bắn hiệu quả khoảng 100m, người lính có thể tác chiến chống tăng mà không phải tới quá gần đối phương. Đầu đạn của bazooka có thể xuyên thủng lớp thép dày khoảng 100mm, thậm chí gần 300mm. Ở thời điểm cuối chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các xe tăng trên thế giới đều bị sức mạnh của súng bazooka khuất phục. Ở một nơi cách xa mặt trận Tây Âu hàng nghìn km, vào trung tuần tháng 7 năm 1945, súng bazooka xuất hiện trong các gói hàng mà Mỹ thả xuống cho đội quân Nai ở Tân Trào, Việt Bắc. Tất cả số vũ khí này được trang bị cho đại đội hỗn hợp Việt-Mỹ. Đây là đơn vị được thành lập và hoạt động như biểu thị của sự hợp tác cụ thể nhất giữa Việt Nam và phe đồng minh trong cuộc chiến chống lại phát xít Nhật. Có tất cả 4 khẩu bazooka và 1 cơ số đạn trong gói hàng kể trên. Đây cũng là vốn liếng đầu tiên mà lãnh đạo đảng và quân đội giao cho ngành quân giới với nhiệm vụ chế tạo súng bazooka Việt Nam. Từ tháng 3 năm 1946 thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giao cho trưởng Giang Tiên do ông Hoàng Phúc làm giám đốc khẩu bazooka mà ta đã có được. Từ cái khẩu bazooka ấy thì đến tháng 6 năm 1946 thì cán bộ công dân trưởng Giang Tiên đã bổ cái quả đạn ra để thiết kế lại và tiến hành sản xuất. Cho đến khoảng tháng 10 năm 1946 là những cái quả đạn do xưởng Giang Tiên sản xuất đã ra đời. Tính tới tháng 10 năm 1946, các cán bộ và công nhân ngành quân giới đã thành công trong việc chế tạo ra súng và đạn bazooka giống hệt nguyên mẫu. Thế nhưng, những thử nghiệm ban đầu đã không mang lại chút khả quan nào. Lúc ấy, cái quả đạn ấy thì lại đưa đi bắn thử thì lại không đạt yêu cầu. Bởi vì do mình chế tạo thì mình nói chung là chỉ là theo mẫu hệt thôi, mình không có cái sự tính toán gì cụ thể về phần cơ khí cũng như về phần thuốc nổ, thuốc phóng. Cho nên là quả đạn chỉ nổ mà không đạt được hiệu quả gì cả. Đạn thì có lúc thì nó nổ tốt nhưng mà lại không có cái, nó không xuyên hay là nó không có khả năng phá. Nghiên cứu của cái xưởng Giang Tiên cũng như là cái xưởng trường thi của đồng chí Lê Đình Tạo và một số xưởng khác cùng thời đến bây giờ thì là cũng có kết quả là tương đương giống nhau, tức là chế tạo được đạn, chế tạo được súng nhưng mà cái uy lực, cái hiệu quả nó không cao. Như vậy, dù đã sớm nhận được sự chỉ đạo đúng đắn nhưng công tác nghiên cứu chế tạo sản xuất súng bazooka dường như rơi vào bế tắc. Có thể đường lối của Đảng hay là cái chỉ thị rất là cách mạng, rất là sáng tạo đấy, nhưng có thể cũng không đạt được hiệu quả nếu mà không có những cái con người thực hiện được cái chủ trương đó. Và như vậy là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta cũng sớm thấy rõ là để làm được sản xuất được vũ khí tư nhân, trong đó có cái việc nghiên cứu chế tạo bazooka là phải có những nhân tài chuyên môn. Nhưng mà nhân tài chuyên môn tìm ở đâu ra trong cái điều kiện nước ta là bị nô lệ? Cái việc nhân dân tàng trữ một cái khẩu súng săn, khẩu súng hỏa mai đã là một điều cấm kỵ rồi. Thì tìm được nhân tài là ở chỗ nào? Tìm nhân tài chuyên môn ở đâu? Thực tế với câu hỏi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chủ liệu từ rất sớm. Bên cạnh đó, không thể không kể tới câu chuyện về một nhà khoa học lớn được coi là người đặt nền móng cho ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Thì bây giờ là sự đoàn kết thêm.
Đây là quang cảnh buổi họp mặt thân mật giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và kiều bào ta ở Pháp trong tháng 7 năm 1946. Cũng tại đây, kỹ sư Phạm Quang Lễ, một nhà trí thức trẻ đã tốt nghiệp nhiều trường đại học kỹ thuật danh giá ở Pháp, đã gặp Hồ Chủ tịch và bày tỏ ý nguyện muốn đem hết những kiến thức về chế tạo vũ khí mà ông đã bí mật tích lũy trong suốt 11 năm học tập và làm việc ở nước ngoài để phụng sự Tổ quốc. Để đảm bảo bí mật và an toàn cho gia đình, khi về nước, kỹ sư Phạm Quang Lễ được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa. Ông Trần Đại Nghĩa về nước thì đã đưa mang được cái trí thức của ông về truyền đạt lại cho cái lớp đầu tiên của ngành quân giới. Thì những kiến thức cơ bản là về thuật phóng trong, thuật phóng ngoài để cung cấp cho cái người làm là biết muốn làm là phải có cái sự tính toán để tạo ra được cái vũ khí. Thì từ khi có ông Trần Đại Nghĩa về thì các bài học mới được hệ thống hóa, thì làm ăn mới có bài bản và có tính toán hẳn hoi. Tháng 11 năm 1946, ngay sau khi về nước, kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã bắt tay tính toán, thiết kế lại súng và đạn bazooka. Giải quyết vấn đề đạn bazooka là nhiệm vụ mà kỹ sư Trần Đại Nghĩa ưu tiên hơn cả. Cái đạn ấy là nó quan trọng hơn cái súng. Cái súng này nó đơn thuần là cơ khí, cái đạn ấy là nó rất phức tạp. Cái phần trên ấy nó có cái chóp, ở trong nó có một cái côn bằng đồng lộn ngược, đấy là phần nổ cũng còn là đơn giản. Ở giữa ấy, nó có cái kim hỏa và nó có một cái chốt an toàn, ta gọi là guppy de sûreté. Thế còn phần cuối ấy, nó mới là phần quan trọng, là cái phần phóng. Cái phần phóng ấy thì ở nước ngoài ấy, là họ dùng cái thuốc ballistic là thuốc hai gốc, là trên cơ sở là nitrocellulose và nitroglycerin. Những cái này ấy, là ta không có, ta thu hồi được của Nhật và của Pháp ấy, là thuốc con bài là nitrocellulose, không có nitroglycerin. Sự thay thế này buộc kỹ sư Trần Đại Nghĩa phải tính toán lại liều thuốc và đường kính loa phụt hơi cho phù hợp. Trong quá trình thử nghiệm, một vấn đề mới nảy sinh: khối thuốc nổ trong đầu đạn nổ không hết. Đó là do thuốc gợi nổ không tốt. Đồng thời, côn đồng ở buồng đạn quá dày, khi đạn nổ không tạo được luồng xuyên đủ mạnh. Để khắc phục các điểm này, kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã yêu cầu tiện lại côn đồng và điều chế thuốc gợi nổ theo tỷ lệ mới: 50% fuminat thủy ngân, 50% acid picric. Cùng lúc này, ở Liên Khu 4, xưởng quân giới ở nhà máy Trường Thi dưới sự chỉ đạo của ông Lê Đình Tạo đã giải quyết thành công top và miết chặt chóp đạn vào bầu đạn và phần nối bầu đạn vào thân đạn. Thành quả này sẽ giúp đầu đạn không bị bục lúc chạm đích, đảm bảo phá hủy mục tiêu. Những nỗ lực và cố gắng của cán bộ và công nhân toàn ngành quân giới trên khắp cả nước đã đưa đến những thắng lợi trên chiến trường. Tiêu biểu là trận đánh xe tăng ở Quốc Oai gần Chùa Trầm. Tưởng như chiến thắng trên mặt trận Chùa Trầm đánh dấu hành trình nghiên cứu chế tạo súng bazooka đã về đích. Thế nhưng, ngay sau chiến thắng, những sự cố liên tiếp xảy ra. Có mấy trường hợp là bị nổ cướp, hy sinh. Có anh Ngọc và anh Hiệp ở chợ Bến. Có anh Lê Đình Dũ, là em ông Lê Đình Tạo ở khu tư, cũng bị nổ cướp và hy sinh. Không chỉ có tai nạn trong thử nghiệm, trong trận đánh trên sông Sinh Dược, Ninh Bình, một chiến sĩ của Trung đoàn 34 đã bị nổ cướp và hy sinh. Những mất mát này khiến cán bộ ngành quân giới quyết tâm khắc phục triệt để. Nguyên nhân sau đó được xác định là do vách ngăn giữa buồng thúc đẩy và buồng kim hỏa không đạt tiêu chuẩn. Nó bị avanemang, tức là vừa phóng ra cái thì cái kim hỏa nó đã đâm rồi, thì nó nổ ngay trước họng súng. Là cái vách ấy là phải dài 14mm. Nhưng mà chúng ta làm thủ công thì cái vách ngăn của chúng ta là có khi là không đạt đến 1mm. Vì vậy cho nên là
cái đạn nó nổ cướp cho nổ súng là thế. Sau một thời gian hoàn chỉnh, phải tới tháng 4 năm 1947, súng đạn bazooka của ta mới có chất lượng ổn định. Đây là mẫu bazooka M20 của Mỹ, còn được gọi là siêu bazooka. M20 là súng có cỡ nòng lớn nhất trong dòng súng bazooka của Mỹ. Súng dài khoảng 1,5 m, cỡ nòng lên tới 9mm, nhưng toàn bộ khẩu súng chỉ nặng 6,5kg. M20 bắn đạn nặng hơn 4kg. Còn đây là mẫu B60 do quân giới Việt Nam chế tạo. Súng dài khoảng 1,3m, cỡ nòng 60mm, nhỏ hơn M20. Trọng lượng của khẩu súng là 11kg. B60 bắn đạn nặng chưa tới 2kg. Như vậy, M20 tuy to lớn hơn, có uy lực lớn hơn B60 của Việt Nam, nhưng lại nhẹ hơn. Sự khác biệt này phản ánh phần nào mức độ chênh lệch giữa trình độ chế tạo vũ khí của Mỹ và Việt Nam ở thời kỳ đó. Tuy nhiên, sự chênh lệch vừa kể không quá quan trọng. Súng bazooka M1 và M9 của Mỹ và bazooka B60 của Việt Nam. Đây là những mẫu súng có cỡ nòng và bắn loại đạn tương đương. Có thể thấy, những thông số quan trọng nhất như tầm bắn hiệu quả và khả năng xuyên thép của các mẫu này xấp xỉ nhau. Tức là đã đối chiếu so sánh là hiệu quả sau này khi thành công thì là cái độ xuyên và độ phá của quả bazooka là nó tương đương với quả đạn còn sót lại mà chúng ta bắn thử nghiệm ngay bên cạnh để thử nghiệm. Thì là xuyên phá là tương đương nhau, bắn ở thử ở ngoài này là tương đương nhau. Điều đó cho thấy, trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, ngành quân giới Việt Nam vẫn chế tạo được vũ khí có sức mạnh tương đương với vũ khí Mỹ, đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của bộ đội. Đây là những mẫu súng bazooka do quân giới Việt Nam chế tạo. Nhìn bằng mắt thường, cũng dễ nhận thấy vài sự khác biệt về kiểu dáng cũng như kích thước ở những khẩu súng này. Đây là súng B60 theo mẫu của Mỹ. Đây là bazooka 60, là đường kính 60. Ngoài ra còn có sản xuất các loại B90 nữa, nhưng mà không thịnh hành. Ngoài bazooka 60mm và 90mm, Việt Nam còn có nhiều loại bazooka với cỡ nòng khác nhau. Ví dụ như khẩu bazooka cỡ 75mm này do quân giới Liên khu 5 chế tạo. Nhìn vào danh sách này có thể thấy, chính Mỹ là nước phát minh ra bazooka cũng chỉ có hai cỡ nòng 60mm và 90mm. Vậy tại sao Việt Nam lại có nhiều loại súng bazooka với các cỡ nòng khác nhau? Hình ảnh này là một trong những câu trả lời. Đây là những ống thép nồi hơi của xe lửa. Trong điều kiện ngặt nghèo của cuộc kháng chiến, ngành quân giới đã triệt để tận dụng mọi nguồn vật liệu, trong đó có những ống thép này để chế tạo súng bazooka. Có những cái mà những cái ống có sẵn rồi nó nguyên như thế thì có khi sử dụng vào được, chứ có những cái thì phải khoan, phải gió, phải thế này thế kia thì lại do cái công nghệ nữa, cho nên là thành nhân là cái bazooka nó có rất nhiều loại nguyên liệu để sản xuất khẩu súng và quả đạn. Thì nguyên liệu chúng ta nhặt nhạnh từ những cái nguyên vật liệu đem từ cái Hà Nội, từ các đô thị lên chiến khu trong những ngày tổng di chuyển, từ sắt đường tàu rồi nhíp ô tô rồi các thứ rèn đúc luyện cán thành những cái phôi thép để mà phục vụ cho sản xuất súng. Thì rõ ràng nguyên liệu là nó không được chuẩn như là nguyên liệu. Nó có những biến thể khác nhau và cái uy lực khác nhau. Ở khu 5 thì có thể là sắt thép thì không được thuận lợi như khu 4 và khu 3 và Việt Bắc. Nhưng mà cái gọi là cái để mà chế tạo ra cái thuốc phóng thì người ta lại thuận lợi hơn, bởi vì người ta khai thác đây là băng ca. Tức là cái những cái thuốc nổ mà của tàu chiến Nhật mà bị quân đồng minh, máy bay của Mỹ, của Anh nó đánh chìm mọi người ơi. Thì mình tổ chức những đội thợ lặn đi để mà khai thác những cái đó. Chứ còn cái thuốc nổ gợi nổ ở ngoài Bắc thì là do thiếu cái nguồn đấy, thì cho nên chúng ta phải làm cả diêm sinh, tan xoan, cả phân rơi để mà tạo ra cái thuốc nổ. Ngoài khác biệt về kích thước, một số mẫu súng bazooka còn có khác biệt về cơ cấu bắn. Ví dụ, khẩu súng này
dùng loại cò điện. Còn khẩu súng này lại dùng cò cơ khí. Có một cái điều đặc biệt là các cán bộ quân giới ở khu 5 thì có một cái sáng tạo. Khi nghiên cứu chế tạo bazooka, súng và đạn theo mẫu của cục quân giới thì thấy rằng là cái bắn là phải bấm cò bằng pin, điều hòa bằng pin. Thế thì cái việc mua pin mà hết sức khó khăn. Mua pin. Vì vậy nên các cán bộ quân giới của chúng ta là nghiên cứu chế tạo ra cái cò cơ khí. Khi mà bắn bấm cò như là khẩu súng trường hay khẩu súng tiểu liên thay cho bấm cò bằng pin. Như vậy là rất tiện dụng. Rõ ràng là cái này có một sự cố gắng của cán bộ công nhân quân giới của ta rất lớn. Thiết kế vũ khí phải thật chuẩn, chứ nếu như mà cứ như thế thì khó mà làm. Nhưng mà đối với ta vẫn làm được. Là bởi vì là bằng mọi giá phải có những cái vũ khí để mà đánh giặc. Thì cái ấy thực sự mà nói là nó một sự cố gắng rất lớn, nỗ lực rất lớn của cán bộ công nhân viên ngành quân giới. Những số liệu này cho thấy, từ sau năm 1948, súng bazooka không còn được sản xuất với số lượng nhiều như trước. Đó là do quân đội ta đã có những vũ khí mới thay thế bazooka trong chiến đấu. Năm 49 chúng ta sản xuất được SKZ, sau này chúng ta sẽ nói như SKZ là uy lực của nó gấp 3 lần bazooka. Tầm bắn gấp 2-3 lần so với là bazooka. Mà lại cũng chế tạo rất đơn giản, gọn lẹ, dễ mang vác, bộ đội rất thích dùng. Tuy nhiên, nếu chỉ đánh giá vai trò của một loại vũ khí thông qua số lượng chế tạo, sẽ không có cái nhìn toàn diện. Sông Lô, tháng 10 năm 1947. Tại dòng sông này, ba thủy đội của Pháp hùng hổ tiến lên Việt Bắc, tạo lập gọng kìm thứ ba, siết chặt căn cứ địa Việt Bắc. Thế nhưng, trên dòng sông này, khí thế hung hăng của quân Pháp đã bị đánh vỡ mặt. Khi mà tàu nó lên, thì bắn 3 phát, 2 phát đầu không có kinh nghiệm bắn trượt. Phát thứ ba có kinh nghiệm bắn đón thì trúng một cái LCVP, tức là một cái tàu đổ bộ loại trung mà chở được một trung đội và có trang bị một khẩu tiểu pháo 20mm. Cái tàu bốc cháy xong thì đi một đoạn thì chìm. Vì lúc bây giờ muốn bắn tàu ở trên sông thì không thể nào dùng vũ khí bộ binh được. Mà vũ khí bộ binh có bắn ra thì cũng không thể nào mà ảnh hưởng đến cái tàu được. Chỉ có một là sơn pháo do pháo binh khu 10. Còn chúng tôi thì được quân giới Việt Nam trang bị cho một khẩu bazooka và 6 viên đạn. Chứ còn nếu mà không có cái vũ khí này, thì với vũ khí bộ binh chúng tôi không thể lập chiến công được. Cho nên đấy là cả một cái tấm lòng biết ơn đối với quân giới. Và đặc biệt là kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã sáng tạo được cái vũ khí bazooka Việt Nam. Mà chúng tôi là một trong những đơn vị phát huy tác dụng đầu tiên. Nếu như trên mặt trận sông Lô, một khẩu súng bazooka và 6 viên đạn đã cùng bộ đội lập công bắn chìm tàu chiến Pháp, thì trên mặt trận đường số 4, súng và đạn bazooka đã nhiều lần lập chiến công. Ở trên đường số 4 thì đánh hàng trăm trận, mà hầu hết là đánh phục kích. 50-60 lần là dùng đến bazooka. Trong ngày mùng 2 tháng 9, 49, thì tôi đã chỉ huy trung đoàn Cao Bắc Lạng đánh một trận phục kích lớn, 136 xe cơ giới địch trên đường số 4. Và diệt tại trận 96 xe. Chứ khi mà mình đã có bazooka, diệt các hỏa điểm rồi, diệt các cái xe bọc thép của nó rồi, thì kỳ lực lượng, cái xung kích của mình nó sẽ xông lên mạnh mẽ hơn. Từ câu cửa miệng đầy tự tin Mousqueton Pasqueur, nghĩa là súng trường không sợ, binh lính Pháp đã luôn phải sống trong lo âu sợ hãi mỗi khi hành quân trên đường số 4. Nguồn gốc của sự thay đổi ấy, một phần là do sự xuất hiện của súng bazooka trên chiến trường. Như vậy có thể thấy, sự xuất hiện của súng bazooka trong suốt giai đoạn chiến đấu trong vòng vây có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ vậy, bài học rút ra từ hành trình chế tạo súng và đạn bazooka mang những thông điệp có giá trị trong thời hiện tại. Cái nguyên tắc trong nghiên cứu sản xuất cũng như là xây dựng cái ngành khoa học công nghệ về sau này là nguyên lý khoa học mới, hiệu quả chiến đấu cao, chế tạo đơn giản, phù hợp với điều kiện nguyên vật liệu ở đất nước,
phù hợp với sở trường cách đánh của quân đội ta. Đối phương tính là cái trình độ công nghệ của Việt Nam cũng không thể làm được. Nhưng mà đây bằng cái nỗ lực phi thường, bằng cái lòng yêu nước và bằng ý chí, bằng quyết tâm thì các cán bộ kỹ thuật chúng ta đứng đầu là Trại Nghĩa đã giải quyết được bài toán thắng bố đó.